thì mình thấy cái đĩa trước á, nó mỏng hơn đĩa sau nha cả nhà. Cái đĩa sau nó dày lắm. Tại vì thường thường mình thận thắng ở đĩa sau á cả nhà. Nên cái đĩa em nó làm rất là dày ha, dày dặn. Nè. ABS trước sau luôn, quá tiện lợi luôn. Đó. Thì heo dầu sau là một bít xong, một bít tông ha. Mà một bít tông nhưng mà cái heo dầu nó to lắm cả nhà. Con heo to lắm. Đó. Hai bít tông là hai bít tông nhỏ nhưng mà một bít tông to ha. Đó. Dây cảm biến nè. Cảm biến của ABS chạy dài xuống nè ha. Đó. Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà đã đến kênh YouTube Võ Thanh Hiền TV của mình nha. Thì hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình đến cửa hàng khách Honda Thu Vân ở thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu Thành, Đồng Tháp ha. Rồi. Thì đây là góc cầu Cái Tàu Hạ cả nhà. Thì cửa hàng sẽ ở bên tay phải ha, hướng từ xe đét xuống. Thì hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình vào bên trong. Chiếc SH 160 nha cả nhà, 160 ha, phiên bản 2024. Rồi, xin mời cả nhà cùng theo mình nha. Đây là chiếc SH màu xám xi măng đây cả nhà, phiên bản 2024 ha. Rồi, mình hôm nay xin mời cả nhà cùng review em nói ha. Thì một chút mình sẽ báo cái giá để cả nhà tham khảo nha. Đây. Thì mình quay một vòng cho cả nhà xem ha. Thì màu này màu xám xi măng nha cả nhà. Màu xám xi măng. Có tem màu đỏ nè ha, tem đỏ đen. Cái phụ thì màu đỏ luôn ha. Đó. Rất là đẹp. Thì số điện thoại cửa hàng á thì mình để trên màn hình nha cả nhà. Cửa nhà nếu mà thích chiếc SH 160 này thì hãy liên hệ cửa hàng ha. Hiện tại cửa hàng có SH 160 nè, 125 nè, rất là đẹp ha. Thắng ABS luôn nha cả nhà, thắng ABS đây, heo dầu hai bít tông màu đỏ. Đó. Thì mình thấy trong các màu thì cái màu xám xi măng á thì mình thấy rất là đẹp nha cả nhà. Thấy rất là đẹp ha. Đó. Thì phiên bản 2024 thì cái mặt nạ ở trước đó cả nhà. Cái mặt nạ ở trước thì màu nhám rất là đẹp ha, màu nhám rất là đẹp. Bên hông là màu nhám luôn. Trên dàn đầu nè ha. Đó. Trên giữa thì màu xám xi măng, màu xám xi măng. Thì SH 160 này có cái hệ thống mà mình chia sẻ để cả nhà nắm ha. Cái hệ thống mà kiểm soát lực kéo HSTC cả nhà. Thì cái này thì lạ quá cả nhà, nếu mình nói thì cả nhà chắc cũng ít người biết ha. Thì cái hệ thống đó nó làm việc rất là hiệu quả ha. Nó kiểm soát cái lực kéo, nó không có bị tuôn bánh á, trượt bánh đó cả nhà. Thì kết hợp với cái hai cái thắng ABS ha. Đó. Kết hợp với hai cái thắng ABS trước sau. Đó. Thì cái chiếc xe mình chạy á, các chị em, các anh em mình chạy rất là an toàn nha. Thì nhờ cái hệ thống lực kiểm soát lực kéo HSTC trên chiếc xe SH 160 này. Đó. Thì chạy rất là hiệu quả. Nó không có trơn trượt, nó không có tuôn bánh nha cả nhà. Cả nhà nhóm ra nó kiểm soát cái lực kéo á. Thì trong cái bộ điều khiển ECU nó tính toán á. Nó tính toán, nó kiểm soát cái lực kéo nên cả nhà chạy không có bị trượt ha, không bị trượt bánh, không bị tuôn bánh ha. Đó. Thì xe tay ga thì có hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC. Còn xe cung tay á thì có nồi chống trượt cả nhà. Đó. Xe cung tay thì có nồi chống trượt ha. Đó. Thì mình chia sẻ để cả nhà nắm ha. Thì đây là SH 160 nè. 160i. Có cái logo màu đỏ rất là đẹp ha. Đó. Thì cái hệ thống mà ESP nè, ESP cộng ha. ESP cộng ở trong máy á thì ESP cộng là tức là 4 quanh các nhà, 4 quanh ha. Thì ESP thì nó có 2 quanh nè, ESP cộng thì nó tới 4 quanh ha. Đó, thì mình nói lại thôi nha. Thì
trước giờ cả nhà cũng biết rồi ha. Đó. Đây, chân trống là của SH160 nè. Đó. Nhỏ thôi nhưng mà chắc lắm cả nhà. Nhỏ mà cứng cáp lắm ha. Thì đá chống tắt máy luôn nha cả nhà. Hệ thống này là hệ thống chân trống điện nha. Thì có chữ SH. Có chữ SH dư lượng nè, màu xám xi măng rất là đẹp. Cái chữ này thì chữ dán nha cả nhà chứ không có sơn ha. Thì toàn bộ cái dàn lường ở dưới nè, cái dàn lường ở dưới là màu đen hết ha, màu đen nhám ha. Đó. Thì cái đợt này SH ra cái màu đen nhám nó phối với màu bóng á, rất là liền, rất là cứng cáp, rất là men ha. Nè. Thì đây có đèn nhám ha, cái lốc máy cũng đèn nhám, tất cả đều nhám hết. Thì cái tem có cái tem màu đỏ nè, màu đỏ chỉ dài đó, nhưng mà đỏ đen ha, đỏ đen. Thì phụ làm sao á, dù sao được làm cái màu đỏ rất là đẹp nha cả nhà, đỏ bóng ha. Đó. Thì cái chân phụ này cả nhà thấy bảy màu lên nè, bảy màu lên rất là đẹp ha, bảy màu lên tới đây luôn này nha. À, trong cái ti này cả nhà, nó thì đây là trong máy này, thì có miếng trắng bùng bánh sau nè, đó, với thêm cái miếng trắng bùng ở chỗ cái bánh mình nữa nè, thì xịn nó bắn thì rất là ít thôi cả nhà, cái miếng này rất là hiệu quả nha, miếng trắng bùng này, đó. Rồi. Thì cái yên em nó nè cả nhà, cái yên em nó mình thấy cái bảng yên nè, với cái bảng mút rất là mềm nha, rất là mềm, chỉ thì được sơn màu đỏ ha, rất là tuyệt vời. SH thì mình khỏi nói nha cả nhà, ngồi rất là im. Đó, đây là chỗ bình xăng, đổ xăng ở trước luôn. Thì mình ngồi thì mình mở xăng đây rất là tiện lợi ha, đây có giá móc đồ. Đây, dần đầu anh có chữ ít ha, chữ ít. Thì SH 160 có nút vaccine luôn cả nhà. Đây nè. Mình nhắn nó trả liên tục là vaccine ha. Đó, vaccine. Rồi. Đây, có chữ xe máy Thu Vân đây ha. Đó. Để cho cả nhà xem cái đuôi em nó nè. Cái đuôi rất là đẹp nha cả nhà, rất liền lạc. Con miếng chạy bự rơm đi ngang rất là sáng ha. Đây, đây là bô em nó đây. Bô em nó thì cái bô vẫn đi thẳng ra thôi cả nhà, đi thẳng chứ không có cụp xuống ha. Đó. Rồi. Đây là chìa khóa mắc cây của em nó nè, rất là tuyệt vời. Đó. Thì mình xin báo cái giá luôn ha, báo cái giá để cái nhà tham khảo ha. Thì cái giá này thì cửa hàng đã bao quyển số huyện cho mình luôn nha, thì mình nói cho cả nhà để cả nhà nắm rõ ha. Đó. Cả nhà chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình xin một cái đăng ký kênh ha, và cho mình xin một like. Nếu có gì hết thì chia sẻ cho mọi người cùng xem nha cả nhà. Thì mình xin báo cái giá em nói luôn. Thì cái giá của em SH160 này, phiên bản 2024 này ha. Thì cái giá em nó hiện tại là 112 triệu nha cả nhà. Ha, 112 triệu cho một em SH160 ha. Rồi. Thì mọi chi tiết cả nhà cứ liên hệ số điện thoại nha. Số điện thoại mình để trên màn hình. Còn số điện thoại kênh YouTube mình để dưới phần mô tả nha cả nhà. Rồi. Cảm ơn cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Mình quay một vòng để cho cả nhà xem kỹ ha. Đó.